Thưa quý vị, diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 là sự kiện lớn của thành phố, sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 tới. Để đảm bảo sự kiện này diễn ra thành công và đạt hiệu quả cao nhất, thời gian qua, Đà Nẵng đã tập trung cho công tác chuẩn bị từ nội dung cho đến hậu cần. Và chiều nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Trình đã có cuộc họp với lãnh đạo các sở ban ngành đơn vị liên quan để rà soát tất cả khâu chuẩn bị cùng tham dự có phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh. Diễn đàn đầu tư Đà Nẵng 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 25 tháng 6 với hai hình thức trực tiếp và trực tuyến tại khu nghỉ dưỡng Sheraton Grand. Dự kiến có sự góp mặt của gần 600 đại biểu từ chính phủ, các bộ ngành liên quan, một số đại sứ quán và cơ quan lãnh sự đóng trên địa bàn thành phố, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước diễn trang giam quán bá tiềm năng lợi thế cơ hội đầu tư của thành phố để các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài nước các tổ chức quốc tế quan tâm lựa chọn quyết định đầu tư đây còn là cơ hội để chính quyền thành phố trực tiếp đối thoại với các doanh nghiệp nhà đầu tư về những mục tiêu tiềm năng phát triển của đà nẵng đồng thời lắng nghe các tư vấn góp ý kiến nghị đề xuất để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thật sự trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn tại việt nam hiện công tác chuẩn bị cho diễn đàn đã cơ bản hoàn tất Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trương Trình chỉ đạo và yêu cầu các sở ban ngành đơn vị triển khai theo đúng kế hoạch, tính toán cả những phương án dự phòng, đảm bảo sự kiện diễn ra thành công.